Thưa quý vị, sau gần 3 năm phát sóng thì chương trình Sức Sống Mới nói chung và chuyên mục ẩm thực nói riêng đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả. Và chính những sự quan tâm, những động lực này đã giúp cho chúng tôi làm sao cố gắng hơn nữa để có chương trình thật là hay, cũng như cho chuyên mục ẩm thực có những món ăn thật là ngon để gửi đến quý vị. Và gần đây thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều thư của quý vị và những quý vị ở nước ngoài gửi về hỏi làm thế nào để làm đậu hũ miếng. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp cô Thiếu Anh để thực hiện món này nhé. Chào cô Thiếu Anh ạ. Xin chào Thanh Mai. Hôm nay chúng ta làm món đậu hũ miếng. Thì nguyên liệu để mà làm đậu hũ miếng cũng ít thôi. Chúng ta chỉ cần có 250g đậu nành. Thì đậu nành mình lừa loại hạt nhỏ thì mình làm đậu hũ miếng nó thơm. Nếu như mà mình lừa cái loại hạt lớn lắm á, thì mình làm được bột nhiều nhưng mà không thơm. Rồi 250g đậu nành thì chúng ta cần 4 muỗng giấm, 4 muỗng canh và 1 muỗng muối. Với 250g đậu nành chúng ta sẽ xay với 3 lít nước lạnh. Và như vậy là chúng ta có được những cái nguyên liệu để làm món đậu hũ miếng. Thì ngoài những cái nguyên liệu thì chúng ta cần dụng cụ. Thì chúng ta có một cái khuôn, khuôn tròn hoặc khuôn vuông tùy mình. Tại vì nếu mình làm vuông thì khuôn đậu hũ sẽ ra miếng vuông, mà tròn sẽ ra miếng tròn. Và chúng ta cần một cái khăn may lại như thế này để làm một cái túi. Cái túi này á, là để mình lược cái bỏ đậu hũ đi, đậu nành đi, để mình lấy cái sữa để mình nấu. Và một cái khăn the thưa để mình ép thành phẩm. Như vậy là ngoài những cái khăn và cái khuôn như thế này thì chúng ta cần một vật nặng để đè lên. Thì thường 250g đậu nành á, thì mình cần khoảng 3 kg một vật nặng đè lên hoặc cái thớt. Bây giờ thì Tiểu Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn làm động tác thứ nhất là đậu nành như thế này. Khi mình ngâm 10 tiếng đồng hồ thì nó sẽ mềm. Nó mềm, càng mềm thì mình xay càng dễ. Và mình xá chai cho thật sạch để cái chất lượng của đậu hũ nó an toàn. Và Mai còn được biết là chúng ta phải ngâm lâu để bớt đi những cái độc tố Và sau khi mình ngâm mềm như thế này thì mình cho vào máy sinh tố mình xay. Mình sẽ xay được như thế này. Máy nhớ là 250g đậu nành thì gồm có 3 lít nước lạnh. Mình xay xong, mình cho vào đây, Mai cầm giùm chị ha. Mình cho vào cái túi này. Mình lược, mình lấy tinh chất của sữa thôi. Còn cái bã thì mình bỏ đi. Và bây giờ thì mình yên tâm là mình quấn lại cho thật chặt cái bao và mình nhồi. Mình phải nhồi. Vì trong này nó còn cái tính chất của bột đó. Đó là tại sao mà đậu hũ mày thấy miếng rất là mịn. Rất là mịn. Hóa ra là chúng ta phải có một cái... Phải là như vậy. Cái động tác là mình phải nhồi để mình lấy cái sữa thôi. Và sữa đó mình sẽ cho vào đây mình nấu. Trong khi mình chờ sữa sôi khoảng 30 phút để làm một cái dung dịch giấm muối. Giấm thì là có phân nhiêu là nó có acidic. Nó giúp cho đậu nành kịp dính. Cho nên là mình dùng giấm. Chút xíu chị sẽ nói đến cái thạch cao. Bây giờ mình pha dung dịch giấm nhé. Đây chúng ta có nửa lít nước lạnh nghe thêm máy ha. Rồi mình cho vào đây 4 muỗng giấm, 4 muỗng canh ha. 4 muỗng canh. Rồi mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Và mình khuấy lên. Chúng ta có một cái dung dịch giấm, muối và nước. Và Thanh Mai và các bạn nhớ là đậu nành mình nấu cũng kỹ. Mình nấu 30 phút để cho cái sữa đậu nành nó chín. Và thỉnh thoảng thì mình lấy cái muỗng hoặc cái vả mình rớ giữa cái đít nồi. Không thôi nó dính thì đầu khẽ thì mất ngon. Thì trong lúc mình chờ sôi thì chị Thái Anh có thể hướng dẫn thêm về thạch cao. Mình có thể dùng cái hỗn hợp giấm để tạo cái tủa cho đậu nành, nhưng mình cũng có thể dùng thạch cao. Thì cái dung lượng thạch cao cho 250g đậu nành cũng y như là dung lượng của giấm. Có nghĩa rằng mình cho 4 muỗng canh thạch cao pha với 1 muỗng cà phê muối và nửa lít nước.
cũng rồi mình cũng khuấy cho thật đều. Sau khi thạch cao đã tan với muối rồi thì mình lắng xuống mình lấy nước trong. Dạ. Và mình cũng làm một cái động tác là mình cũng cho cái dung dịch thạch cao vào sữa. Dạ. Vậy là hai cách, hoặc là chúng ta dùng giấm trộn với những cái loại nước mà muối hoặc dùng thạch cao. À, chị ơi, nước sôi rồi, bây giờ là bắt đầu chúng ta làm gì tiếp chị? Sau khi mình nấu 30 phút để cho đầu nanh là chín và nó sôi sùng sục như thế này thì mình cho cái hỗn hợp giấm vào. Dạ. Giấm này nước và muối. Giấm nước và muối và nó sẽ mình nấu khoảng một chút xíu thôi thì nhờ cái acid acetic nó giúp cho đậu nành là cái tủa và sau 10 phút thì mình có được một cái nồi đậu nành cái tủa như thế này. À, cái tủa như vậy rồi. Dạ, thế là mất đẹp rồi. Nhưng mà mình sẽ dùng những cái tủa này để mình làm đậu hũ. Còn cái nước tăm thì mình bỏ đi. Và bây giờ đến cái giai đoạn là chúng ta ép đậu vào khuôn. Rồi. Thì mình làm ở nhà, mình làm thủ công. Cho nên chúng ta chỉ cần làm một cái khuôn nhỏ như thế này thôi. Vuông vắng và dùng một cái khăn the. Chúng ta lọ khăn vào đây. Rồi chúng ta sẽ đổ vào. Rồi mình sẽ dùng một cái vả có lỗ. Mình lược tất cả những cái kết tủa của đầu nành, mình cho vào khuôn và mình ép lại. Mà bạn biết đậu nành thì rất là, đậu nành mà làm ra đậu hũ như vậy rất là tốt cho sức khỏe. Rất là tốt. Dạ, và còn chế biến rất là nhiều món ăn nữa. Chẳng hạn như đậu hũ chúng ta sẽ cắt miếng, chúng ta chiên qua với bột này. Hay là chúng ta làm nhiều rất nhiều món mặn và cả ăn chay nữa. Món mặn, món chay. Và chị có thể giới thiệu một chút những món ăn mà làm từ đậu hũ miếng như vậy không ạ? Làm đậu hũ miếng, nếu mình làm món chay thì mình đậu hũ chiên xả ớt, đậu hũ tứ xuyên, đậu hũ nấu với nấm. Vâng vâng. Còn nếu như mà dùng món mặn thì cũng rất là phong phú đó Thanh Mai. Mình sẽ làm đậu hũ nhồi nhồi nhân thịt sốt cá. Rồi đậu hũ mình sẽ nấu với canh thịt nạc, canh hè thịt nạc. Ngon lắm. Rất là dễ ăn nữa. Rồi bây giờ mình đã vớt hết những cái những cái chất cái tủa vào đây rồi. Thì chúng ta sẽ gói lại. Và ngoài Bắc thì cũng có cái món rất là ngon và dễ làm là đậu hũ chấm mắm tôm với lại bún phải không ạ? Đúng rồi, rất là phổ biến. Dạ, đó. Và khi mình gọi là như thế hôm nay á, thì Thanh Mai và các bạn lưu ý một chút là mình ẻm vào những cái góc để khi mình cắt cái miếng đậu hũ ra nó vuông. Và chị ơi, mình là cái bây giờ mình cần mình phải ém nhẹ nhàng lại chứ không bị bể hả chị ha? Và Thanh Mai nhớ là sau khi mình để cái tủa 10 phút á thì cái nước này còn ấm. Cho nên khi mình đem cái tủa của đậu nành ra đây mình ém cho thành đậu hũ miếng thì nó vẫn còn ấm. Thì ấm nó mới giúp cho những cái miếng cái tủa đó là kết dính lại với nhau. Rồi như vậy là chúng ta đã có được một cái khuôn. Chúng ta và sẽ để mình ép xuống chị? Mình để khoảng 15-20 phút đều được. Và mình để một cục đá hoặc là một cái vật gì đó nặng khoảng 3 kg mình chặn lên. Có những lúc mà mình nóng lòng mình muốn ăn liền đó thì 10 phút mình mở ra mình thăm hé tí thôi thì mình lại có thể ăn được. Và sau khi mình đã ém như vậy khoảng 10-15 phút thì chúng ta sẽ có được một cái thành phẩm như thế này đây. Thấy thì cũng không có mất công gì lắm chị ha, mới không nhìn thấy nhiều dụng cụ rất là lạ thì chúng ta cũng nghĩ rằng phức tạp nhưng mà thấy nó cũng đơn giản phải không chị? Không có mất công lắm. Chúng ta sẽ có một cái thành phẩm và má chuẩn bị đĩa để chị Tiểu Anh xếp ra và mình sẽ cắt ra. Cắt làm tư, cắt như thế này rồi. Má cho chị xin cái dĩa đi. Rồi mình sẽ trang trí cho nó đẹp một chút. Và bình ưng ăn trực tiếp như thế này cũng rất là tốt. Còn nếu không thì chúng ta chiên lên hả chị? Rất là nhiều cách chế biến. Mình chiên lên, rồi mình chấm với tương cũng ngon. Hoặc là mình để sống rồi mình hấp hấp qua lửa. Rồi sau đó mình nấu một chút xíu nước đường với gừng. Nhạt nhạt mình ăn sáng.
điểm tâm. Dạ. Rất là tốt. Mai vừa mới nghe cái cách đó là cái cách mà buổi sáng nào chị cũng hay thường sử dụng để có thể tốt cho sức khỏe phải không ạ? Vâng, vâng. Dạ. Và như vậy là chúng ta đã có được một cái thành phẩm đậu hũ miễn làm từ đậu nành. Mai cứ về làm thử, các bạn sức sống mới làm thử, thì anh nghĩ rằng những món này sẽ làm thêm bữa ăn của gia đình nhiều món phong phú hơn. Dạ, cảm ơn chị Thiếu Anh rất là nhiều. Như vậy là trong bếp ăn của chúng ta đã giới thiệu cho quý vị rất là nhiều những món ăn làm từ những nguyên vật liệu, và hôm nay chúng ta lại làm những nguyên vật liệu đó là đậu bệ, như là chẳng hạn như đậu hũ miếng ngày hôm nay, và quý vị thấy là rất là dễ làm và chúng ta có thể thực hiện để cả gia đình chúng ta có những món ăn thật là ngon.